Nhật Minh. Với kết quả 9 trên 9 phiếu, tập truyện ngắn Sĩ Hương của anh đã được sướng tên đầu tiên trong buổi công bố kết quả giải thưởng văn học 2010 của Hội Nhà văn Việt Nam. Với điện ảnh truyền hình, anh đã có một số tác phẩm được chuyển thể thành phim truyện như truyện ngắn Dòng sông Trinh Nữ, chuyển thể thành phim truyền hình Dòng sông Trinh Nữ, truyện ngắn Người ở bến sông Châu, chuyển thể thành phim truyền hình Bên dòng Hoàng Long, truyện ngắn 13 bến nước, chuyển thể thành phim 13 bến nước. Tác phẩm đạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 16. Men theo Sĩ Hương và các tác phẩm văn chương của anh, chúng ta có dịp cùng trải nghiệm để cảm nhận chất văn của nhà văn, nhà báo mặc áo lính Dương Nhật Minh. Xét đến cùng, văn chương là thân phận con người. Hình như người xưa đã viết như thế. Thật là nhọc nhằn khi làm nghề viết văn. Thật là cô độc khi làm người viết văn. Có ai làm một việc gì đó mà không nghĩ? Có ai ngồi trước trang giấy trắng viết những câu văn âu lo, buồn bã hay nhảy nhót reo vui mà không nghĩ? Hãy khoan nói đến những dằn vặt, dày dứt trước số phận của nhân vật. Hãy chậm nói đến các đau đớn và buồn bã âu sầu của người viết. Bỗng dưng bắt gặp một cảnh đời ngang trái, chớ trêu mà một thân phận bấy bớt nhỏ bé nào đó đang gánh chịu, để nói về sức đàn ông lực điền trên cánh đồng chữ nghĩa. Dương Nhật Minh đã ngẫm nghĩ về người viết văn như vậy. Anh thấy như thế và viết văn như thế. Tiếng chuyện ngắn đêm thánh vô cùng, đàn bà mùa châu ăn sương, đêm mùa hạ tuyết rơi, bên dòng Tông Lê Sát, đôi con gái, cha tôi, cái nón mê thủ sóc và Dị Hương. Những câu chuyện trong Dị Hương mang lại cho người đọc những đồng cảm chia sẻ qua những câu chuyện mới lạ, những chi tiết mới lạ. Đặc biệt câu chuyện về anh hùng và nữ nhân, bạo lực và cái đẹp, chiến tranh và hòa bình là những vấn đề đặt ra giết sóng trong truyện ngắn Dị Hương. Bi kịch của con người ở chỗ, nhiều khi cái đẹp bất lực và bị đè bẹp trước bạo tàn. Dị Hương là một bước thay đổi cơ bản về bút pháp sáng tác Dương Nhật Minh. Từ lãng mạn, hiện thực truyền thống, Dương Nhật Minh đã bước sang hiện thực kỳ ảo. Đây là một cái tập truyện thành công của Dương Nhật Minh. Nhìn một cách tổng thể thì tôi cho Dị Hương là một tập truyện ngắn thành công. Nó thể hiện một cái bước tiến mới trong cái sáng tác của Dương Nhật Minh. Mới là cái chỗ là mạnh dạn đi vào cái kỳ và mở rộng cái mối quan tâm mình ra. Và đi đó tôi còn thấy một điều nữa so với các tập trước, đó là ít nhiều cái cảm niệm triết học về đời sống ở trong Dị Hương nó rõ hơn là những tập trước. Dương Nhật Minh khai thác các tình huống nghệ thuật ở trong truyện ngắn rất là cao cường, vững tay. Chúng ta trở lại với cái truyện ngắn Dị Hương chẳng hạn, thì người ta viết về các nhân vật Quân Ánh và Quang Trung, người ta viết đã nhiều rồi và có những cái trang viết cũng là lớn và thậm chí là một cái dấu mốc cũng khá là sừng sững như là Nguyễn Huy Thiệp. Thế thì vậy là cái thử thách ấy làm thế nào vượt qua, thì Sư Hồ Minh đã khai thác triệt để cái chất kỳ ảo, cái chất kỳ ảo trong việc xử lý đối với các nhân vật và đối với cái tình tiết. Thế thì như vậy là nó làm cho cái trang văn nó lung linh lên, và nhất là cái xử lý nhân vật, và cuối cùng là làm cho cái thông điệp của tác phẩm nó là một thông điệp có tính chất phổ quát, nó làm cho tác phẩm trở nên lớn. Chuyện Dị Hương vừa rồi đấy sở dĩ cũng gây nên nhiều cái cuộc tranh luận, thậm chí là trái chiều, và tôi cũng theo dõi cái cuộc tranh luận ấy. Tôi cho rằng là
có cái sự trái chiều ấy cũng là điều bình thường thôi. Bởi vì đây là một nhân vật, một cái chuyện ngắn viết về một nhân vật lịch sử, viết về những vấn đề lịch sử. Thì những vấn đề lịch sử, những nhân vật lịch sử trong người đọc bao giờ người ta có sẵn cái nhân vật như thế, theo cái sự tưởng tượng của người ta, theo cái sự am hiểu của người ta, theo những cái tư liệu thông tin về lịch sử mà người ta có được. Và người ta đã có sẵn, mặc định sẵn một nhân vật như thế rồi. Nhưng khi có cái tác giả nó khác đi thì có thể rất dễ